Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Miss Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong vở bài tập 8 lớp 3. Bài 59, so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn. Ta cùng đi vào bài số 1 này. Viết theo mẫu, người ta cho số lớn này, số bé tương ứng này, số lớn gấp mấy lần số bé này, và số bé bằng một phần mấy của số lớn. Như vậy, muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé thì các em lấy số lớn chia số bé. Số lớn chia số bé, 6 chia 2 bằng 3. Như vậy, số lớn gấp 3 lần số bé thì số bé sẽ bằng một phần mấy của số lớn. Thì các em sẽ lấy một phần, cái phần gấp. Số lớn gấp bao nhiêu lần thì số bé nó sẽ bằng một phần bấy nhiêu của số lớn. Bên này là 3 này, thì số bé nó sẽ bằng 1 trên tử, dưới mẫu chính là cái phần gấp này, 1 phần 3. Tương tự, số lớn 24, số bé bằng 3. Số lớn gấp mấy lần số bé, kem thể lấy 24 chia cho 3. 24 chia 3 bằng 8. Số lớn gấp 8 lần số bé, thì số bé nó sẽ bằng 1 phần mấy số lớn. Như vậy, số bé nó sẽ bằng 1 phần cái phần gấp này, tức là bằng 1 phần 8 của số lớn. Vậy bằng 1 phần 8 số lớn. Tiếp theo, số lớn bằng 32, số bé bằng 8. Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, kem lấy số lớn chia số bé. 32 chia 8 bằng 4. Rồi, số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Như vậy 1 này, phần bao nhiêu? Phần tức là phần cái số lớn này gấp bao nhiêu thì số bé nó sẽ bằng 1 phần bấy nhiêu. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 4 của số lớn. Tương tự, số lớn bằng 42, số bé bằng 7. Số lớn gấp mấy lần số bé thì em lấy 42 chia 7 bằng 6. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn. Như vậy bằng 1 phần cái phần số lớn gấp này. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần bao nhiêu? Phần bao nhiêu thì cái bên này bằng bao nhiêu thì các em chuyển cái bên này xuống dưới mẫu đây. Như vậy, số bé sẽ bằng 1 phần 6 của số lớn. Đúng không nào? Nói tóm lại, khi các em tìm số lớn gấp số bé bao nhiêu lần thì số bé nó sẽ bằng 1 phần bấy nhiêu của số lớn. Sau khi tìm này. Đấy, thì cái phần gấp này các em sẽ đưa chuyển xuống mẫu. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần mẫu chính là cái phần số lớn gấp kem chuyển xuống. Sang bài tập số 2. Lớp 3 có 35 học sinh, trong đó có 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có số học sinh giỏi bằng 1 phần mấy số học sinh cả lớp. Như vậy, trước tiên kem sẽ tìm số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần là bằng bao nhiêu. Lấy 35 chia 7 bằng 5. Như vậy, số học sinh cả lớp gấp 5 lần số học sinh giỏi thì số học sinh giỏi nó sẽ bằng 1 phần 5 số học sinh cả lớp. Đúng chưa? Như vậy, số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần kem sẽ lấy 35 chia cho 7 thì nó sẽ gấp 5 lần. Như vậy, số học sinh cả lớp gấp 5 lần số học sinh giỏi thì số học sinh giỏi nó sẽ bằng 1 phần 5 số học sinh cả lớp. Đúng không? Vậy số học sinh giỏi bằng số học sinh giỏi sẽ bằng 1 phần 5 số học sinh cả lớp. Đấy,
đáp số. Làm 1/5. Cô nhắc lại dạng bài số 2 này. Trước tiên Kim phải tìm số học sinh cả lớp gấp bao nhiêu lần số học sinh giỏi. Sau khi tìm được số học sinh cả lớp gấp 5 lần số học sinh giỏi rồi, thì chúng ta sẽ kết luận là số học sinh giỏi sẽ bằng 1/5 số học sinh cả lớp. Bây giờ cô và các em sẽ sang bài cuối cùng là bài tập số 3, viết theo mẫu. Đây chúng ta sẽ đếm nhân số hình vuông gấp bao nhiêu số hình tam giác này. Hình thứ nhất, tam giác có một hình, hình vuông có hai hình. Như vậy chúng ta lấy 2 chia cho 1 thì bằng 2. Như vậy hình vuông, số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác. Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác thì số hình tam giác sẽ bằng 1/2 số hình vuông. Tương tự, đây có 2 hình tam giác, phía dưới có 4 hình vuông. Như vậy kem lấy 4, kem chia cho 2 thì bằng 2. Số hình vuông, đây số hình vuông cũng gấp 2 lần số hình tam giác. Gấp 2 lần số hình tam giác. Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác. Được chưa? Như vậy, số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác thì số hình tam giác bằng 1/2 số hình vuông. Cái gì cả đây thôi. Số hình tam giác bằng 1/2 số hình vuông. Tương tự phía dưới này, kem thử xem thử số hình vuông gấp mấy lần. Ta có tam giác là 2 lần này, hình vuông 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy có 6 hình vuông, 2 hình tam giác. Kem lấy 6 chia cho 2 thì bằng 3. Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác. Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác. Như vậy, hình vuông gấp 3 lần hình tam giác thì số hình tam giác nó sẽ bằng 1/3 số hình vuông. Số nhỏ thì nó sẽ bằng 1 phần cái số lần mà số lớn này gấp này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này xuống dưới mẫu. Đúng chưa? Như vậy số hình tam giác nó sẽ bằng 1/3 số hình vuông. Một phần ba số hình vuông. Như vậy, trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 59 ở trong vở bài tập toán lớp 3. Để ủng hộ cho cô thì các quý phụ huynh chúng ta hãy dành ra chút thời gian like và chia sẻ video nhé. Quý phụ huynh nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Hẹn gặp lại tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.